Thành viên chào anh ha. Đúng rồi, chào lại Thành viên với vợ con được lời chúc, lời chào thân thương và chúc sức khỏe cũng như cộng đồng câu tinh tinh của Thành viên. Dạ, có gì anh nói lớn lớn cho em tí nhé. Dạ. Em nghe hơi bé. Dạ. Rồi ngày hôm nay anh đến từ đâu anh cho Thành viên hay nào? Anh đến từ Tiền Giang. Tiền Giang. Dạ. Ừ. Vậy rồi hôm nay anh đi mình à hay là có ai đi cùng không? Dạ đi mình. Đi mình. Ừ. Rồi anh cho Thành viên hay họ tên tuổi cũng như là công việc nè. À, anh tên Ngô Văn Quý, sinh năm 1971. Ngô Văn Quý. Công việc thì làm tài xế chở vật liệu xây dựng á. À, anh sinh 1971 à? Dạ. À, mà trong giấy thì lại thấy là 73. Dạ, hồi nãy có đem cái giấy cây xanh gốc dạ, dạ. Hồi trước á. Dạ dạ. Tại nó bị thất lạc thời gian đó. Rồi thì em cứ biết được cái tuổi thật của anh đi ha. Dạ dạ, nói tuổi thật, nói dạ. Tuổi thật luôn. À, hiện tại là anh đang chạy xe tải. Dạ, chạy xe ben đó. Xe ben. Các bá cũng dạ, có dạ. Thời gian chạy xe khách 7 chỗ á. Ừ. Hiện tại thì anh cũng đang chạy xe luôn nữa chứ đúng không? Dạ dạ. Ừ. Cái thu nhập từ việc đó nó có ổn định không anh? Dạ, cũng ổn định, nó cũng dao động khoảng tầm 10 triệu cái lời. Tầm 10 triệu đổ về. Dạ. Mình chạy cho mình hay là cho dạ, chạy cho chủ khác. Ừ. Dạ. Rồi cái tình trạng hôn nhân của anh Quý là như nào? Dạ, tình trạng hôn nhân của anh đã kết hôn và ly hôn cách nay khoảng 1 năm. Cũng ly thân trước đó cũng khoảng 2 năm. Ừ. Đấy, kiểu như 2 năm thử thách đó, nhóm không có hòa hợp, không có tiếng nói chung đó, mới đưa đến việc ly hôn. Ừ. Anh đến đây cũng nhờ thành viên kết nối tình anh cùng lại. Dạ. Rồi không biết là anh Quý biết đến kênh của Thành viên đã lâu chưa? Cũng biết khoảng cả năm nay. Cả năm nay rồi. Ồ. Dạ. Tại đi muốn đi mà sợ gục ghè, nhiều khi đi không biết có thành công không, vậy cũng hơi nhát nhát. Dạ. Thật sự thì mình không đi thì cũng hơi khó, bởi vì cái chương trình của Thành Nguyên á thì Thành Nguyên không có làm qua những cái hình thức khác mà Thành Nguyên chỉ gặp trực tiếp thôi. Đó, vì đến đây Thành Nguyên còn xác minh giấy tờ đâu vào đó thì lúc đó Thành Nguyên mới làm. Với anh Quý xem kênh của Thành Nguyên gần năm nay thì anh cũng biết rồi. Cái vấn đề khác thì người khác có thể giúp cho anh được. Nhưng còn mà cái chuyện mà chuyện hôn nhân á, chuyện tình cảm thì chỉ có anh lo được cho bản thân anh đấy chứ không có ai lo được thay đâu. Dạ. Dạ, cho nên là mình phải bước đi thôi chứ không có cách nào. Dạ, dạ. Vâng. Rồi không biết là anh Quý có đông con không? Dạ dạ không có con. Không con à? Dạ, cũng hai chồng sống nhau cũng hai mấy năm mà. Họ về à? Không có con. Dạ. Ừ, thế cũng buồn nhỉ. Dạ. Bởi vì nãy có đem chỗ gia đình đó, dạ. Hai vợ chồng cũng không có con. Dạ. Dạ. Ok anh, thì Thành Nguyên cứ hỏi như vậy để cho Thành Nguyên biết được tên tuổi rồi công việc điều kiện của mình như nào để cho các cô nắm được ha anh ha. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi ngày hôm nay thì cái ý trung nhân mà anh Quý mong muốn bày tỏ là như nào? Anh cũng có xem biết kênh của Thành Nguyên, cũng có thấy cô cái cô mà cô Nguyễn Thị Hiền ở An Giang á. Nhà có phòng trọ đó cho thuê đó. Tại cô ta cũng mình thấy thấy cũng hiền, cũng làm cái tâm đạo, làm từ thiện rồi đó. Yeah. Thứ hai nữa cô nói là tìm đường trung thực chứ nếu biết được cái nghề lái xe 7 chỗ thì càng tốt. Thì mình thấy có hai đặc điểm đó, mình cũng hy vọng đó. Coi cô Hiền nó có đồng ý cho mình kết nối tìm hiểu không? Yeah. Cũng mong được. Rồi bây giờ cho Thành Nguyên hỏi này, chị Hiền á, yeah. Thành Nguyên thấy chị cũng muốn cái đối phương của mình cũng phải biết nhậu, yeah. Thì không biết anh Quý về cái vấn đề đó sao? Cũng biết nhậu mà cũng hồng hộp là không hút thuốc đó, rồi biết nhậu mà kiểu nhậu không có nhiều. À. Biết thôi chứ tủ lượng không cao, khoảng chừng 2 lon à. Ồ vậy đó hả? Dạ.
mà chỉ chơi đến hơn nửa thùng lận, thì theo anh sao? Sao chứ chứ mình tú lượng mình yếu mình đâu có về luyện đúng không? Yeah. Nói chung luyện luyện bia rượu thì nó sẽ ra hai kết quả. Một là sẽ thành ma men. Hai là sẽ thành tiên tử. Đấy, nhưng mà nói chung luyện cái gì luyện rồi luyện nhiều thì nó sẽ thành chánh quả thôi, đúng không? Tại nói chứ mình cũng không có luyện đâu, mình nói cái sức khỏe ngại lớn với công việc nữa. Chủ yếu cái tình thương người lớn thì hay bệnh hoạn này kia, cái đó nó không có tốt đâu. Nói thì cái mình cũng có tâm đạo nè. Mình cũng có ăn chay đó, thì cũng có biết tụng niệm đó, cũng có quy tâm bảo đó. Vậy mình không cái lối chơi sống sung sướng đua đòi ngoài mình cũng không có lái, không có chạy theo nữa. Chán bình dị lắm. Thì Thành Nguyên hỏi như vậy thôi, chứ thực sự ra thì cái đó nó còn tùy vào cái sức đề kháng của mình, vào sức khỏe mình nữa. Mà nhiều khi mình không uống được á, thì để chị uống rồi mình ngồi kế bên mình trò chuyện cũng được nữa, cũng có người bạn tâm tình đúng không? Như tôi ta uống mà lon mình uống phần ba lon vậy đó, cũng làm bạn kiểu như ngồi đó tiếp đó, cho nó đừng có buồn trò chuyện. Cũng được mà, nói chung là mỗi người có một cách đúng không? Người uống được thì mình sẽ làm bạn nhậu cho vui, còn nếu không thì mình ngồi mình làm bạn tâm tình, mình ngồi kế bên mình trò chuyện. Nhưng mà Thành Nguyên cũng phải nói trước với anh Quý một điều rằng là cái duyên cái số nhiều khi cũng khó nói lắm. Hôm nay thì anh Quý bày tỏ đến cho chị Hiền thì Thành Nguyên cũng hy vọng và mong là chị Hiền sẽ hồi đáp lại sớm nhanh. Đấy, nhưng đó là đủ duyên, còn trường hợp như không đủ duyên, chị không hồi đáp lại thì anh Quý cũng mở lòng với những người phụ nữ khác không? Có, tại đến đây cũng mong như tại cũng lớn tuổi rồi, cũng ở mình thấy nó cô quạnh thì có người hữu hỷ trò chuyện với bệnh hoạn chăm sóc cho nhau đó. Cái nguyện vọng thì ví dụ có người nào thì tánh cũng hay hiền mà cũng biết lo chăm lo với nhau, cũng hai người sống hay có tiếng nói chung, cũng nhường nhịn với nhau đó, ý nghĩa là nhường nhịn đó. Chứ mình ai cũng có cái tôi thôi, mình đâu có người này chiều người kia nổi đâu. Anh cũng ví dụ có nguyện vọng hay không, tại vì cho thấy kinh đó thấy cũng có thêm một người nữa, mà ví dụ lỡ tu hiền thì không có mà chấp nhận cho mình kết nối đó thì mình được người mình chia sẻ người khác được. Còn người đó thì ví dụ người ta không có duyên với mình thì cũng không có gì, tại vì chưa có duyên thôi. Bây giờ thì em tư vấn anh Quý như vậy này. Khi mà mình đi kết nối đó, mình cứ bày tỏ một người trước đã. Trường hợp như có duyên hay không có duyên đó, thì có gì anh cứ gọi lại sau cho Thành Nguyên. Thì Thành Nguyên sẽ gửi số, gửi Thành Nguyên bắt nhịp cầu sau. Thấy nó hay hơn. Thấy nó hay hơn ha. Người sao mà kết nối chỗ đó, người sao người ta cũng chạm tới ái, người ta sao không chọn trước, chọn sau vậy đó. Chứ không mình nói nhiều người trên đây quá, người ta bảo mình là người đàn ông tham lam. Rồi ok anh, Thành Nguyên cũng hy vọng và mong rằng chị Hiền sẽ hồi đáp lại sớm cho anh. Đó, còn nếu như không đủ duyên thì các cô sau này đến với anh thì anh mong muốn cái độ tuổi như nào? Tuổi khoảng tầm khoảng 45 đi, 45 tới bằng tuổi mình. 45 cho đến khoảng 52 vậy? Cũng được đó. 42 chứ lên. Nhà 42 trở lên nhá. Mình cũng như 52 rồi, cũng bằng tuổi của cô Hiền nè.
Rồi về công việc, về điều kiện, về ngoại hình của các cô thì anh mong muốn gì nữa? Cũng ngoại hình cũng ưa nhịn chút, thứ hai nó cũng đừng có mập quá, Đừng mập tại quá. tướng mình cũng không có mập, mập quá nó không có cân xứng á. Nói chung là vừa vừa ôm được Giờ rồi đúng không? giờ Đừng mập quá, ôm không xuể cũng hơi mệt đấy nhỉ. Rồi cái điểm mạnh và điểm yếu của anh Quý là như nào? điểm mạnh thì cũng hòa đồng vui vẻ với bạn bè đó, thì cũng có siêng năng, cũng biết chăm lo, cũng tự sống tự lập mình đó, thì cũng biết nấu ăn, rồi biết giặt giũ chợ búa rồi kia rồi đó, tự lo được. Điểm yếu thì hay dễ tin người, thứ hai nữa mấy hoàn cảnh mà khó khăn khổ rồi kia, mình nói cái trường hợp nó ra mình dễ xúc động lắm, dễ khóc lắm, mình yếu vô lắm. Vậy đấy hả? Tính ra anh sống cũng nội tâm hả? Rồi, ok anh, thì những cái tâm tư, những nguyện vọng của anh Ngô Văn Quý đến từ Tiền Giang ha. Cũng đã ghi nhận đây, cũng hy vọng và mong rằng sau ngày hôm nay chị Hiền sẽ hồi đáp lại sớm cho anh. Đấy. Còn nếu không thì trên kênh của Thánh Nguyên anh Quý xem anh cũng thấy đây, có nhiều cô cũng khá là dễ thương. Thì có cô nào đó mà thấy anh Quý dễ thương, dễ mến mà thấy phù hợp với mình thì cứ đến gặp Thánh Nguyên để Thánh Nguyên sẽ gửi số qua. Còn cô nào mà chưa có ghi hình phỏng vấn thì muốn kết nối với anh Quý hay là nhân vật nào đó thì cứ đến gặp Thánh Nguyên để bổ sung những giấy tờ cần thiết thì Thánh Nguyên sẽ nắm nhịp cầu nối thôi. Cũng cảm ơn thằng Nguyên nhiều. Thì không biết là có cái điều gì Thánh Nguyên chưa hỏi mà anh Quý muốn chia sẻ nhiều hơn nữa, anh Quý chia sẻ thêm cho Thánh Nguyên nghe nào. Nguyện vọng thì mình thích cái khoảng cách nó cũng gần gần hơn, đừng cái sao á, đừng Cái địa lý đúng có cái địa lý vị trí á, khoảng chừng độ khoảng chừng 200 cây số trở lại. 200 cây số đổ về. Rồi thì mong muốn mình sao thì mình cứ nói lên đây để các cô biết và cảm nhận được thôi. Rồi ok anh, không biết là cuối chương trình thì anh Quý có điều gì đó muốn nhắn gửi đến cho chị Hiền cũng như là quý khán giả vài điều không? Thôi cuối chương trình anh cũng mong cô Hiền đó cho mình cơ hội để tìm hiểu, biết nếu mà được duyên thì cũng tới, không ấy là bạn với nhau cũng được, tại vì đó gốc mình sinh sống cũng quê ở An Giang, ở Châu Đốc á, cũng có bạn làm tài xế cũng ở An Giang có luôn đó. Sau đó mình cũng có lời chúc sức khỏe cũng như cô bác anh chị trong nước ngoài nước, cũng như vợ chồng thành viên được thuận lợi cho công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió vậy đó. Cảm ơn anh rất nhiều, có hồi hộp không anh? Hồi hộp. Rồi, ok, Thành Nguyên cũng chúc cho anh Quý thật là nhiều may mắn, thành công cũng như là sớm được ý trong nhân mình hồi đáp lại sớm cho anh ha. Cảm ơn. Chúc cho anh nghe trên đường về vạn sự bình an.